Các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái bài cũng khá là thú vị trong cái phần tận dụng cái vùng chọn đó. Đó là cái cách người ta gọi là ứng dụng để thiết kế website. Ok, các bạn ghi đi, cách ứng dụng Photoshop để thiết kế website. Để muốn làm được điều đấy thì trước tiên khi vào thiết kế website thì các bạn phải hiểu rằng cái kích thước website này như thế nào. Bởi vì là nếu mà chúng ta không hiểu kích thước thì chúng ta sẽ không thiết kế được và thiết kế sẽ bị sai. Các bạn hiểu chưa đã? Vậy thì khi mà các bạn hiểu về một cái kích thước rồi thì chúng ta sẽ làm như sau nhé. Các bạn nhìn này, kích thước chuẩn của một cái website bây giờ nó vẫn tuân thủ là để muốn mà nó có thể đi chạy trên các chương trình trình duyệt khác nhau thì có thể là reconcept thì chuẩn với cái quy luật là trên phiên bản PC rồi iPad rồi mobile thì chúng ta sẽ đặt là 960. Các bạn ghi đi, kích thước chiều ngang là 960 và chiều dài thì nó lại tùy thuộc vào cái nội dung của website. Các bạn hiểu cái này chưa? Để muốn hiểu được cái điều đấy thì tôi cũng muốn chia sẻ cho các bạn một chút xíu về cái kênh mạng. Các bạn có thể chọn vào một cái Google và chúng ta chọn vào 960 nhá. 960. Đấy, chúng ta sẽ search một cái lưới. Bởi vì cái bên phong cách của nước ngoài thì người ta thiết kế một cái website này theo lưới, theo cột chứ không phải thiết kế vuông. Các bạn hiểu cái gì nhá? Kể cả sau này khi bạn thiết kế catalog hay là các bạn thiết kế một cái profile hay là catalog gì thì bạn cũng thiết kế theo kiểu này cho tôi cả. Thì ở đây sau khi bấm 960 grid thì chúng ta sẽ ra một cái 960.gf. Đây là một cái trang của nước ngoài và nó có đưa đến cho chúng ta một cái thứ mà để chúng ta hiểu rằng là tại sao người ta phải thiết kế 960. Các bạn nhìn đây chị ạ, download nó có file CSS là dành cho dân lập trình. Nó có biểu tượng của framework, có biểu tượng của flash, của InDesign, của tất cả thứ. Các bạn có thể thiết kế báo theo kiểu dạng này, 12 cột. Bởi vì 12 cột thì 4 cột tương ứng với một giá trị và một giá trị đấy là tỷ lệ bằng 1/3 của cái giá trị còn lại, đúng không? Thì có phải 1/3 tỷ lệ vàng không ạ? Nó rất là quy chuẩn luôn. 13, 12, 16 và 24. Nó làm như thế. Khi mà kéo xuống chút xíu thì chúng ta sẽ hiểu rằng là đây là 16 cột. Tại sao thiếu cái 16 cột thì nó có, đây là trang web thật nhưng bây giờ đang sâu cho mình để cho mình biết rằng đang là 16 cột. Vậy cái vị trí của mép chữ bây giờ nó bằng này, xuất phát của mép chữ đấy, làm như này thì nó sẽ rất ngắn nắp, mình nhìn biết ngay không ạ? Cái này là 12 cột, nó sâu biết ngay, nhìn nhá, chữ này đặt sát mép này, không đặt vào bên trong này, hiểu chưa? Mọi người hiểu cái này thì đã đó. Rồi tiếp tục cũng như vậy đấy, nó rất là chuẩn luôn, mà những cái trang web này vẫn đang hoạt động ở trên nước ngoài, khá là nhiều trang khá là nổi tiếng. Đấy thì sau khi mà các bạn hiểu được đấy thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái thao tác như sau nào. Chúng ta có một cái anh có download rồi, anh có download cái trang này về rồi, đây này, nhìn cái này chứ? Anh download cái một cái action là một cái lệnh tự động ấy, thì em có thể vào một cái biểu tượng Windows và em chọn vào action, nhìn nào. Còn nếu mà em không chọn action thì em có thể tự tạo được không? Đấy nhá, thì anh sẽ chỉ cho em cái cách. Cách thứ nhất là lấy một cái action là một cái lệnh người ta chỉnh sẵn này, mình chỉ ấn nút là ok. Thì sau khi ấn action ở đây thì ở đây nó sẽ có cái biểu tượng cho các bạn này. Anh sẽ kéo sang chút xíu nhé. Các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng gì ra không, có gì không? Thì ở đây nó có một biểu tượng như sau, đó là chọn vào biểu tượng menu và nó có loát. Đâu rồi, nó action, nhìn chưa? Lấy cái lệnh đối tượng vào. Đấy thì đây là cái đầu tiên mà anh chỉ cho các bạn là cái chúng ta lấy một cái lệnh có sẵn rồi. Thì sau này cái việc chỉnh màu Photoshop thì đôi lúc mà chúng ta cũng nên tận dụng những cái đó, bởi vì chúng ta chỉnh cũng được thôi nhưng vẫn để lâu quá. Nó phải làm lại làm từ đầu mà trong khi đó đã có sẵn rồi thì mình nên làm như thế nó sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Mà tất nhiên là không ảnh hưởng đến hòa bình thì tất nhiên chúng ta nên làm. Đúng không ạ? Nhìn 960 chưa? Cái này là mọi phần của phần đào tạo website của anh và phần tư liệu. Thì trong phần này nó có cái action này là 960 lưới. Thì khi em ấn nút vào đây này, như này, ấn nút này, thì ngay tức là sẽ xuất hiện đây cho các bạn. Và đây nó sẽ có dạng 12 cột, 16 cột và 24 cột. Em thích 12 cột, em thích vào đây cho tôi. Và ấn nút chạy. Chạy là play đấy, ấn vào đây cái thì ngay tức là tự tạo cho chúng ta này. Nhìn này không?
Vậy thì ở đây nó sẽ tương ứng với giá trị cho các bạn, đó là một cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột, 5 cột, 6 cột, 7 cột, 8 cột, 9 cột, 10 cột, 11 cột và 12 cột. Và cái khoảng cách thì tôi đo cho bạn xem là nhìn thế này chưa. Chúng ta sẽ dùng công cụ M, chúng ta vẽ vào đây, nhìn chưa, Ctrl C V. Lúc này chúng ta ấn vào F7, chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng ở dưới, nó Ctrl C này. Để khi mà chúng ta lập ra một cột giấy mới thì chúng ta biết ngay là nó sẽ bằng 20 pixel. Chiều khoảng cách giữa các cột với nhau là bằng 20 pixel. Hiểu cái này không ạ? Vậy thì có những người bảo anh Khánh ơi, vậy thì em không có cái đó thì em chịu không? Em không đau được em chịu không? Ok, vậy thì các bạn nhớ một điều rằng là vậy tôi sẽ tạm thời tôi tắt cái bỏ này đi mà tôi tạo ra một cột giấy mới. Thì cột giấy bây giờ tôi vẫn cứ để là 1200. Nhìn nhá. À vậy 960 đi, cho nó chuẩn hơn đúng không? 960 nhân với chiều cao của nó 700, tôi cũng không để ý là 700 hay 800 gì đó, nhưng mà tạm thời như thế đã, bởi vì cái nội dung website dài ngắn là tùy thuộc vào nội dung của nó mà, chứ không phải mình tự nghĩ ra được. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn một resolution là 72x150 giống như chúng ta chia sẻ 150. Và sau khi mà chọn 150 xong thì bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng như này. Thì cái trang đầu tiên của một website thường thường ở trên là index hoặc trang chủ hoặc home. Đấy, thì tùy cách đặt tên, và sau này khi bạn đi làm về thiết kế website thì em sẽ hiểu được cái cụm từ này. Và sau khi mà tôi chọn xong thì tôi có một cái phiên bản, các bạn nhìn phiên bản chưa? Thì cách từ đây đến đây là 960. Vậy thì làm thế nào để chúng ta làm được điều đấy? Thì ở đây chúng ta đã có view và chúng ta chọn vào new thumbnail. Thì cái phiên bản đời mới CC 2015.5 thì bắt đầu nó mới có đến phiên bản CC 17. Còn bản thấp hơn thì anh nghĩ là nó không có. Một số bạn cũng đã chia sẻ với anh thì không có. Thì khi mà chọn là new thumbnail, cái này new thôi thì nó sẽ là tự phải tính. Còn ông này thì tự tạo cột cho các bạn. Thì các bạn nhìn thấy 12 cột chưa? Và cái chỗ này tôi sẽ chọn là 20. Thế chuẩn chưa? Nó rồi sẽ giống được cái đó. Còn nếu mà thích nữa thì em lại sang bên inode, em lại tạo ra cột vuông. Xong rồi lại chia cột cũng giống hết như này thôi, nhưng mà vấn đề là mình tự tạo được, mình sẽ chủ động hơn. Và sau khi làm xong mình đã có một hệ thống lưới, lưới đầu tiên là chính là như này. Đó, đây là lưới để thiết kế website, và tương ứng với 1, 2, 3, 4. 4 cái cột này liên quan đến một cái giá trị, đó là một sản phẩm. Còn 4 cột này liên quan sản phẩm, và 4 cái này là một sản phẩm tiếp theo, được chưa? Thì thường thường website nó sẽ chia làm tiếp theo một loại nữa, đó là chúng ta thiết kế phần header. Header là phần phía trên. Các bạn ghi đi, header là phần phía trên. Và phần header này nó sẽ có chiều cao như sau, thì nó sẽ có chiều cao từ đây cho đến đây là từ 90 đến 120 pixel. Các bạn chọn vào cái công cụ vùng chọn M nhé, các bạn nhìn này chưa? Bạn chọn một cái pixel thì tôi sẽ chọn vào. Và lúc này chúng ta gõ là 1200 và một chiều ná, chỗ này là sẽ là 90. Và sau khi ấn enter xong thì bạn đã có được cái giá trị kích thước chuẩn rồi, thì bạn chỉ cần tích thẳng vào hình được không? Từ 90 đến bao nhiêu ở đây? 90 đến 120. Có nhiều người bảo đặt ra câu hỏi bảo là anh ơi tại sao mà mình không cho cái này nó rộng ra thì có phải nó đẹp hơn phần header là phần mà người ta nhìn á? Tất nhiên đây là cái sự dao động thôi, nhưng mà người ta cũng khuyến khích là không nên cho cái đấy rộng quá. Lý do rất đơn giản. Khi bạn vào một cái website thì bạn có thấy là chiếm cái diện tích từ map này là cái phần mềm nó chiếm từ đây đến đây không? Chiếm từ đây đến đây không? Vậy thì từ đây đến đây là khoảng rơi từ 90. Vậy thì sau khi mà 90 xong thì có phải là nó sẽ là cái phần mà trình bày cái sự kiện của bạn nó nằm ở phủ vị trí em không? Mà cái vị trí này được gọi là vị trí vàng, mà vị trí vàng nó được gọi là xếp vào dạng UX chú ý, nên cái giá trị tương tác của cái sản phẩm nó rất mạnh. Thì có nghĩa là cái mắt của mình nhìn được vị trí nó sẽ đúng ở tầm chỗ này. Thì bất cứ giao diện nào của cái trình duyệt thì nó sẽ là tâm như thế này. Vậy tâm như thế này thường thường người ta đặt là giảm giá, đặt tên thương hiệu dễ nhận diện nhất từ cái sản phẩm đó. Và bạn phải năn chuột 1, 2 thì bạn mới xuống được phần phía dưới. Thì cái câu chuyện đấy thì tôi giải thích sau, nhưng các bạn có thấy rằng nếu một cái diện tích này nó lại rộng như đây thì tôi lại phải kéo xuống một tí thì tôi mới nhìn được tâm giữa. Vậy thì nó mất đi giá trị vàng của đối tượng, hiểu không? Mà cái vị trí vàng ấy là nơi mà người ta gọi là đúng là mặt tiền của cái sản phẩm của bạn, mặt tiền của cửa hàng nhà bạn. Thì bạn phải trình bày cái gì để cho người ta hút vào và người ta muốn thích cái đó. Bởi vì cái nguyên tắc về thiết kế website hay là bạn làm bất cứ một cái gì đó thì bạn phải nắm được điểm tâm nhìn của khách hàng.
và cái điểm tâm nhìn khách hàng nó sẽ trực quan hơn. Ví dụ có một số cảnh mà các bạn có thấy là cảnh chân dung mà nó quay mặt thẳng ra, nó nhìn vào mình, thì cái câu chuyện nó tương tác còn mạnh hơn là so với là quay 1/2. À, cái bài toán này là một bài toán người ta đã giải thích cho cái ảnh ảnh thăm trên YouTube. Phần nào? Đúng rồi, nó phải có cảm xúc của đó. Thì đấy, thì tôi giải thích đơn giản là nó sẽ có chiều cao như vậy rồi. Bởi vì khi mà có chiều cao như vậy thì các bạn thiết kế một cái website thì cái trọng tâm bạn muốn đưa vào là cái gì thì nó cũng rất là chuẩn. Thì lúc này tôi tạo thời tôi chọn cái này 90, đúng không? Ok. Sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ ấn vào F7. Lúc này chúng ta lập ra một layer mới, chúng ta lập layer mới này. Và chúng ta sẽ đổ một cái màu, bởi vì là cái header của cái website nó chính là một cái đối tượng riêng, nên tôi sẽ chọn cho nó một cái màu. Thì cái màu lúc này tôi cứ tạm thời tôi đổ một cái màu ghi white và control D là rất mạnh. Trong quá trình khi bạn làm mà bạn thấy là nó bị vướng víu ở những cái đường giống của nó chưa tốt lắm thì các bạn sẽ ấn vào control H chính là cái cắt và bật đường lưới. À, một ngày nào đó mà bạn học Inux của tôi xong rồi mà bạn phải quay sang Photoshop thì bạn phải bắt buộc. Lúc ấy bạn có thể là thấy rằng cái khả năng về Inux của bạn rất cao, bạn có thể làm được thừa sức những cái này. Nhưng tôi cũng khuyên bạn một câu là bạn biết là bạn làm Inux rồi nhưng bạn không bao giờ được quyền làm Inux với những chương trình Photoshop. Bạn phải dùng Photoshop và thiết kế như Inux. Thì câu chuyện nó sẽ ngang tầm nhau và chúng ta không có cảm giác bị thiên vị sang cái nào đó. Thì đến lúc ấy khi mà sử dụng cái này cũng được, sử dụng cái kia cũng được, và chúng ta dễ tìm được điểm chung nó là cái điểm dưới mạnh để chúng ta trộn chúng nó vào nhau. Chứ bây giờ ví dụ em thích cái Inux rất là mạnh nhưng mà Photoshop em làm bình thường thì đôi lúc cái giá trị em bảo thôi chuyển sang Inux làm nó tiện, và cái nhiều lần tiện như thế tự nhiên Photoshop của mình trình độ này thấp xuống, nó không hay lắm, nhìn thấy ạ. Tất nhiên có những đoạn khó thì bắt buộc là mình phải lấy khó nói khôn thôi, được chưa? Rồi sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl H và tôi phóng to một tí. Ở trong quy trình khi làm cái này thì tôi sẽ ấn vào F7. Thì cái F7 này tôi sẽ thấy rằng là tôi cái màu này chưa hợp lý lắm, thì tôi có thể có cách như sau. Thứ nhất, tôi thay đổi màu bằng cách tôi thích ở đây. Đây được gọi là khóa nền cho đối tượng, nhớ chưa? Và lúc này tôi sẽ chọn một cái màu sắc hợp với cái màu sắc theo cái cách thức mà tôi quan trọng, tôi để ý như nào. Ok, tôi sẽ chọn ở đây chẳng hạn như này, tôi ấn vào F7. Nó sẽ thành một màu xanh khác. Còn nếu không thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải Ctrl O và chọn cho nó một cái biểu tượng đó là UV. Chúng ta chọn là UE, chúng ta chọn là thư viện ảnh. Và chúng ta chọn vào background. Thì trong cái phần background thì các bạn nhớ một điều rằng nguyên tắc thiết kế của bất cứ một cái sản phẩm nào thì thường thường chúng ta phải thiết kế tìm như sau. Thứ nhất, banner. Tất cả các dòng banner về dòng đó để chúng ta xem biết là đối thủ chúng ta là ai. Hiểu cái này không ạ? Phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm gì? Ảnh sản phẩm liên quan. Ví dụ người ta làm về mỹ phẩm thì chắc chắn phải có hoa huyết, để đặt một vài cái hoa huyết vào trông nó cũng thơm mộng hơn, nó ngẫu nhiên hơn. Ví dụ người ta làm gì nên có mùi thơm thì chúng ta phải mùi thơm. Ví dụ còn cao dầu đầu thì dầu đầu có mát lạnh thì người ta phải làm ở dưới thác nước, đúng không? Spa thì phải liên quan đến hoa, ví dụ cái gì đó, thì đấy là những cái vật liệu phụ kiện đi kèm. Thì khi mà tìm như vậy thì chúng ta tìm rất nhanh. Phần thứ ba là chúng ta phải tìm là background liên quan đến chính sản phẩm đấy. Ví dụ background mỹ phẩm thì chúng ta phải search là background về mỹ phẩm, nhưng các bạn phải search đó bằng tiếng Anh, thì cái câu chuyện nó sẽ đưa chúng ta đến một cái nơi rất là quan trọng, hiểu không? Và thứ ba nữa thì khi mà bạn thiết kế nữa thì bạn phải chọn cho tôi cái phông chữ phù hợp với ngành nghề đấy. Sau khi mà bạn sưu tầm được cả một đống đấy rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ chắt lọc lấy một cái phong cách bố cục nào đó, chúng ta gấp ra chọn theo cái này, bởi vì cái này hợp với những cái phong cách chữ và hình của tôi có loại này nó này. Ok, kéo luôn sang làm đúng như vậy, và thậm chí là bắt đầu chúng ta trau chuốt hơn họ một tí thì chắc chắn chúng ta luôn luôn là người thắng họ. Ok, sau khi chọn background xong thì bây giờ chúng ta sẽ chọn đến texture color, và xong phần texture color thì ở đây nó có rất nhiều định dạng cho các bạn lựa chọn. Các bạn có thể chọn một cái tông màu nó phù hợp, ví dụ có những lúc thì tôi thích cái này. Tôi sẽ ấn vào Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V kép, thì tôi chọn này. Đấy, theo đúng nguyên tắc nha, chọn đúng cái này ở đó, tùy dòng tôi chỉ có hai đây thôi. Ctrl V. Và sau khi Ctrl V tôi đẩy lên, tôi ấn Ctrl G. Và lúc này tôi sẽ kéo lên vị trí mà nơi mà tôi thấy là nó khá đẹp. Đấy chưa, cũng là một cái nơi mà người ta dùng cái lá cây, nhưng mà nhìn nhà đã thấy là nó khá chuyên nghiệp rồi. Ctrl T, nếu bạn có thể thích một lần nữa thì bạn có thể kéo như này thì cái nét nó sẽ còn tinh nữa, nhìn không? Ok, nhìn thấy chưa? Đấy, một cái background rất là đơn giản. Phần thứ hai, chúng ta sẽ kiếm một cái sản phẩm như sau, đó là một cái logo.
Thì cái logo lúc này tôi nói cho bạn biết là một là bạn có thể lấy từ logo từ gì, từ từ Inut, logo có thể lấy từ Photoshop đúng không ạ, hoặc logo lấy từ đâu đó. Thì thường thường người ta có thể đưa cho mình một cái ảnh Control O. Lúc này chúng ta chọn cái thư viện ảnh và chúng ta chọn đến cái ổ computer, chúng ta chọn ổ D và chúng ta chọn tư liệu. Thì trong phần tư liệu đây thì anh Khánh đã có một số cái hình ảnh với logo rồi, chúng ta có thể lựa chọn cái logo nào nhận vừa, ví dụ trong này. Thì tôi có chia sẻ cho bạn biết là đây là một cái logo, logo mà khi chúng ta chọn vào biểu tượng, chúng ta cầm biểu tượng chúng ta đẩy đến đây, bạn nhìn cái logo chúng ta màu trắng nha. Có những người bảo anh Khánh em đặt màu trắng được không? Đặt được chứ em, cái gì cũng đặt được. Em thích đặt màu trắng thì em phải tạo độ phông và sự trang trọng cho nó, ok. Và chúng ta trước khi làm chúng ta ấn vào Ctrl T, chúng ta thu nhỏ nhảy được không? Nó giống như một cái biểu tượng, một cái hình chúng ta có thể làm đây rồi. Nó khác gì nhau đâu, bảo xấu làm gì có dựa chỗ xấu đây được, ông làm gì có chuyện đẹp xấu đây, bởi vì ra ông chắc đã làm được tốt như vậy chưa, chưa đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm nha. Nhìn nhá, người ta có rất nhiều cách. Cách thứ nhất đây, anh chỉ nói là đây là cách xử lý thôi, thì các bạn phải liên tưởng rằng sau này khi các bạn làm trên Inut hay là Photoshop mà bạn muốn đặt một cái logo trên phần header. Tại vì các bạn có thấy catalog thì thường người đặt logo và tên công ty không? Và cái cách đặt trên một cái giải miếng nào đó để tôi ghi tên công ty nữa, thì đấy là cái mà mình phải được học, mình phải được tìm cách giải quyết để cho nó đẹp thôi. Thì có nhiều người người ta sẽ dùng cái biểu tượng nhé, tôi nhìn này. Và lúc này tôi ấn vào Ctrl H điểm gì, tôi bật cái giá trị này lên, tôi đặt bằng mét này. Bởi vì thực chất 960 nó chỉ bằng tới đến đây thôi, còn website nó rộng hơn. Bạn hiểu cái này chưa? Nếu không tin tôi ấn C cho bạn xem. Và ấn C lúc này thì chúng ta sẽ kéo rộng này, 960 chúng ta vẫn giữ nguyên nhé, nhìn nhé. Như này chưa? Thì nó sẽ nằm trong vị trí này nhé, các bạn nhớ chưa? À, và khi kéo các bạn phải nhìn để ý này, nó là background màu ghi thì chúng ta có thể ấn D là màu trắng thì chúng ta dùng C. Thì câu chuyện lúc này chúng ta kéo ra như này thì nó sẽ là màu trắng. Và lúc này chính xác là cái hình của chúng ta rồi. Thì bây giờ các bạn nhìn này, logo chúng ta đang đặt ở đây. Nhìn nhận, chúng ta ấn vào Ctrl D, chúng ta thu nhỏ vào đây. À, cái giá trị thì anh Khánh có thể đặt một cái vị trí nó có thể là như thế này, nó có thể to hơn. Okay. Các bạn nhìn này chưa? Ok, lúc này chúng ta sẽ phóng to một chút xíu. Thì đây là cái cách giải quyết này. Người ta có hai cách giải quyết, toàn trốn H, nhìn H H vậy. Lúc này chúng ta dùng công cụ M, chúng ta vẽ một cái vùng tròn M. Nhưng nhớ một điều rằng là cái này nó cần phải xử lý này. Tôi sẽ vẽ nhỏ hơn một pixel. Phím cách nó chỉ nhỏ hơn một pixel, phải để nắm cái khe ở phía trên. Và sau khi lập ra nơi mới là chúng ta chọn y ngắn để chỉ vào cái màu đen màu bi chưa. Chúng ta lập ra nơi mới rồi chúng ta đổ aspect ratio thì các bạn sẽ thấy là vào đây nó sẽ có một cái màu đó là màu bi và đậm hơn, đó là cái màu trắng và logo dưới đúng không. Lúc này sau khi làm xong tôi dùng công cụ M tôi quét vào phần phía dưới, tôi đặt như này, tôi làm mềm vùng chọn đi ship F6 là làm mềm vùng chọn, chúng ta đặt 20% và chúng ta xóa dần. Thì các bạn nhìn nó sẽ có một chút xíu khối và tự nhiên nó có bề biển, và khi bạn để xe thì cái này nó sẽ rất là chuyên nghiệp, nó giống như một cái trang web của nước ngoài. Okay. À, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ chuột phải Ctrl T vào đây một chút xíu, thì cái này nó khá to, các bạn nhìn khá to không ạ? Ok, lúc này các bạn phải để ý một tí này, lúc này tôi sẽ dùng công cụ M tôi vẽ ra một cái biểu tượng ngoài hình vào đây. Và cái hình này tôi cũng chọn được y ngắn rồi, tôi chọn một cái màu, đổ màu nhá, đổ màu này, lập lên đây mới và tôi đổi màu. Thì các bạn có thấy rằng là khi tôi đổ màu xong thì cái hình này nó sẽ là hình này không ạ? Đúng chưa? Chúng ta cho xuống dưới một layer để làm sao? Để cho nó biết à cái mép này đang bị chạm mép thôi nhỉ, được chưa? Ok, nó hơi bị nó bên trong này nhưng mà lại cao ra ngoài một tí, thì tôi ấn vào Ctrl T tôi kéo xuống chút xíu cho chính xác. Và sau khi kéo chính xác tôi ấn vào Ctrl T và tôi đẩy lại này xong thì giữ ship bóng mà đây là một cái giấy nữa kẹp vào trong và chúng ta dần chuyển sang trái thì xíu. Bạn có nhìn này không? À, cũng tương tự như vậy, tôi sẽ kéo sang bên này và tôi sẽ ấn vào Ctrl T. Ctrl T như hôm trước tôi đã chia sẻ cho bạn, đó là lập tư xứng theo trọc nấm. Enter và chúng ta giữ phím ship, chúng ta dịch chuyển như này nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đấy. Thì các bạn có thấy rằng cái logo của tôi đang giống như kẹp vào một tờ giấy không? Và đây cũng chỉ là một cái cách giải quyết cho một cái thanh ba. Thì khi các bạn làm ví dụ là sản phẩm hay dịch vụ gì đó, nhưng bạn làm cái kiểu này cũng đẹp mà, đúng không? Lúc này tôi sẽ kéo cái miếng màu đậm này xuống, giữ phím, nhìn miếng đậm kéo xuống.
Ctrl T và đẩy ngược nó lên vòng. Và thì cũng Enter, giữ Shift để lên trên. Các bạn sẽ thấy hiểu cái cách làm chưa? Thì đây cũng chỉ là một cái cách người ta gọi là giải quyết về mặt gọi là mỹ thuật cho một cái giá trị là tôi muốn đặt một cái logo, nhưng cái tính người tôi nên cao hơn tột độ là tôi đích thích cắt cái logo ra. Các bạn hiểu cái này chưa? Không phải là các nào đẹp hay xấu, đẹp xấu là do ông, không phải do ai hết nhá. Nên là bảo là ôi đặt nhảy thô lắm, thôi ông làm cho bớt thô đi được không? Ok, vậy tôi bỏ ra cái giá trị đầu tiên, tôi sẽ không làm cái này nữa. Đấy, thì đấy tôi đang chia sẻ cho các bạn biết là về cái cách thức mà người ta thiết kế website hay thiết kế, kể cả sau này bạn cũng phải thiết kế chữ in nước cũng như thế. Bạn làm sản phẩm nào bạn trau chuốt được cái sản phẩm đấy, và sản phẩm nó đẹp thì chắc chắn, bởi vì làm website nó rất là trau chuốt từng tí một. Ctrl E, Ctrl C và Ctrl T. Thì các bạn để ý này, trong cái giá trị mà khi tôi chia sẻ cho các bạn đó là Ctrl T như này, thì trong cái phần này nó có một hệ thống lọc, đó là chuột phải chọn vào blending option. Cái blending option này nó có tính năng lọc hình cái này tôi chỉ được áp dụng cho những cái sản phẩm như là đã có nền trắng hoặc là nền đen thôi nhá, chứ không phải là nền nào tôi cũng phang. Các bạn hiểu cái chưa? Bởi vì chúng ta chưa học đến gì, chưa học đến pen đúng không ạ? Chứ nói chuyện công cụ pen rồi pháo hoa thì ui tại sao anh dùng pháo hoa? Đúng rồi, ông tự làm pháo hoa đi, bởi vì sao? Ông biết trước tôi đã học đến đây đâu, đúng không? Làm đi thầy nhá. Rồi thì các bạn chọn là blending option để chúng ta lọc lọc cái nền nó đi, đúng không ạ? Thực chất là từ trước là những cái giáo trình của tôi không có phần đó là phần website như vậy, nhưng mà phần này tôi lại cho phần website vào để cho nó hấp dẫn cho các bạn ấy, bởi vì là cái tính năng của nó thì ở đây sau khi chọn là blending option ấy, nó có một tính năng cực kỳ hay. Nó hay ở chỗ nào? Đây là cái bảng blend if là để cái zip layer này là một cái giá trị là từ nó lấy sắc độ của ảnh phía trên, còn cái ở này thì nó sẽ lấy được sắc độ của ảnh phía dưới tác động. Thì cái sắc độ của ảnh phía trên nó có, tại vì một cái ảnh nó sẽ có đậm trung gian là sáng, thì đậm đây màu đen, trung gian đâu màu lá cây, và sáng là màu nền màu trắng. Vậy thì cái giải từ màu đen đây, có nghĩa là đây là cái sắc độ nó là đen, vậy nếu tôi kéo từ màu trắng xuống thì có phải trắng nó sẽ đến ghi thì coi như là ông trắng nó mất à? Đúng chưa? Ok, vậy thì tôi kéo cho bạn xem nhé, tôi kéo này. Các bạn có thấy đang tự thủng không? Hiểu này chưa? Nhưng mà kéo quá thì các bạn sẽ thấy màu tiếp theo là màu gì mất? Màu gì? Và cuối cùng tiếp theo là màu gì mất? Màu đen. Hiểu cái này chưa đã? Tất cả cái có màu đều là ghi hết rồi. Đúng rồi. Và nước ngoài chúng ta có thể chơi một trò như sau, tôi giữ phim ăn tôi tách ra là sao? Giữ phim an, khi mà các bạn tách ra thì ở đây nó sẽ có một giá trị là nuôi vẫn giữ được cái sắc độ sáng của nó, nhưng tôi tách này thì các bạn có thấy là nó đỡ hơn nhưng nó bị trong mờ không? Bởi vì nó sẽ lấy vẫn sắc độ sáng nên là cái chữ lá cây này của bạn sẽ bị mờ đi một độ. Hiểu cái này không ạ? Ok, xong chưa? Đấy thì trong trường hợp này thì có những người thì người ta chỉ cần là ok là sau khi làm xong thì sao Tuấn? Ok, tất nhiên nó sẽ không được sắc nét và đẹp bởi vì lý do cái ảnh này nó rất bé. Ctrl T và chúng ta sẽ thu nhỏ cái hình này. Các bạn có thấy như này không? Nó bị nó nhám này. Đấy, nên là không phải cái nào mình cũng áp dụng được, đúng không? Rồi, tiếp theo trong giá trị này khi mà người ta có thể làm nữa này, người ta sẽ dùng cái chiêu thức nữa, đó là người ta đấy giống như anh đã nói với em là các bạn có thể là một là phải đồn lại, hai là các bạn phải cho vào khung, nó cũng giống sản phẩm thôi. Vậy thì ok, vậy chúng ta có thể chọn cái logo khác, đúng không? Nó to hơn nhé, đúng không? Chứ không phải cái nào mình cũng chọn thôi nhá. Đây chúng ta sẽ chọn vào SR, chọn một cái logo thật là to, nhìn chưa? Thì lúc này để muốn lấy được cái chữ SR là một cách nhanh nhất thì người ta có thể sử dụng thêm một cái chiêu thức, đó là công cụ pháo hoa. Cái công cụ pháo hoa này là nó sẽ có một cái tính năng mà các bạn nhìn đấy, các bạn nhìn chọn pháo hoa chưa? Thì tí nữa bao giờ gì tôi sẽ nói tiếp sâu cái này sau, nhưng mà hôm nay tôi sẽ nói về công cụ pháo hoa là cái công cụ về Quick Selection Tool, và công cụ thứ hai là công cụ Magic Wand.
Thì cái công cụ Magic Wand này là chính cái công cụ đùa thần, có nghĩa là gì, bạn chỉ vào đâu thì sẽ chọn đó, nhớ nhé. Thì lúc này sau khi mà chúng ta chọn vào đây thì sao, thì chúng ta có thể chỉ vào một cái màu đen, thì các bạn có thể là chọn toàn bộ màu đen cho các bạn đó. Và sau khi chọn màu đen xong thì chúng ta có thể được quyền ở Ctrl Z nên để theo vùng chọn của chúng ta không ạ. Thì khi chúng ta ấn vào Ctrl Z thì lúc này câu chuyện nó sẽ làm sao, nó sẽ lấy được cái hình của chúng ta, hiểu cái này chưa? Vậy thì nó nhanh hơn đúng không ạ? Rồi đấy, thì đến một độ nào đó thì chúng ta cũng phải tự làm nhanh nhé, Ctrl Z. Và sau khi Ctrl Z xong thì chúng ta dùng V và chúng ta đẩy sang cái bản thiết kế của chúng ta một chút xíu, thì có phải là lúc này chúng ta có logo đây không? Nhưng các bạn phải nhớ một điều rằng logo chúng ta cắt không kỹ thì nó sẽ bị sao, nó bị nám nhé, có đúng không? Ok, vậy tôi sẽ quay trở lại một tí xíu và tôi chọn vùng chọn, hiểu không? Thì cái này nó là độ to lần nó cao nhất rồi, độ to lần và thấp thì lại khác nhé. Vậy đi, có những người bảo cũng không, em muốn chọn cái nền ngoài cơ, nhưng chọn nền ngoài chứ. Vậy thì chọn nền ngoài sau thì bạn có thể được quyền nào, là sao, là xóa đi không ạ, xóa ngoài được không, xóa nhé. Vậy thì bạn phải mở khóa ra, có nhiều cách lắm, có nghĩa là bạn chọn một màu đen, hai là chọn ngoài, thì bạn ấn đen lên tên, thì lúc này chúng ta có được cái chữ này không? Hiểu cái này chưa? Ok, vậy thôi tạm thời tôi cứ bỏ cái này sang cái này đi. Và khi bỏ sang đã xuất hiện vấn đề như sau, nó bị nham nham những cái này, thì tôi thường thường khóa cái này lại, khóa này lại để làm gì, đổi cho nó một cái màu, ví dụ tôi đổi một cái màu trắng, unmask spray, thì các bạn sẽ thấy logo tôi sẽ làm sao, căn chuẩn đều tôi kéo, căn chuẩn hát lên để chọn chúng ta tập, đúng chưa, bắt bắt ở vị trí này, được chưa? Vậy cái nền của chúng ta có thể kéo rộng được không, chuột phải chọn vào căn chuẩn cái nền một, nền một này chúng ta sẽ ấn vào cái gì, kéo rộng ra một chút xíu nữa, tôi muốn để rộng một tí xíu này được nữa không ạ, mà tôi có thể để rộng một tí nữa nhảy được không? Để cho hai bên bằng nhau được không ạ? Rồi, được, căn chuẩn hạt. Sau khi đã logo xong thì chúng ta thực hiện chiêu thức là cái logo, người ta có hai cách làm. Cách làm thứ nhất là người ta làm nhảy, cách làm thứ hai là ấn vào Ctrl Z là tôi tạo ra hai logo. Thì cái logo này tôi ấn vào Ctrl T và tôi kéo từ trên xuống dưới một chút xíu. Nhìn nhé, đổ bóng. Chúng ta đổ bóng cho nó bằng cách rất M, chúng ta quét qua phần dưới một nửa của nó. Làm mềm vùng chọn đi, ví dụ chúng ta ấn nút đen pen thì các bạn có thấy nó bị mất ạ. Nhưng lúc này chúng ta dùng Shift F6 làm mềm vùng chọn đi là 20 hoặc 30 gì đó. Thì câu chuyện lúc này chúng ta xóa là xóa theo vùng chọn. Và các bạn sẽ thấy là cái này nó sẽ làm bóng đổ của cái. Và thường thường khách hàng người ta cũng rất là thích một cái phong cách, đó là một cái logo đậu bóng. Tôi sẽ kéo cái này xuống dưới một tí cho nó cân đối. Nhìn nhận là chúng ta sẽ kéo cái này xuống dưới. Tiếp theo, sang bên tay phải của chúng ta nó sẽ là một cái gọi là tên công ty. Các bạn có thể ghi là logo là bên trái, ở giữa sẽ là một cái tên công ty. Thì phần text header của một cái website nó sẽ làm như sau, nó sẽ là một cái phông dùng chữ Unicode nên là chúng ta sẽ ghi là công ty sản xuất phần mềm chẳng hạn, hoặc là máy tính, tính SR. Và sau khi mà tôi chọn này thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ. Tất nhiên là có nhiều người chọn phông ADN, các bạn nhớ nhá, có những phông ADN chúng ta có thể chọn rất là đơn giản nhảy. Còn nếu không thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông chữ có thể là gì, Tahoma hoặc Roboto bo, nhìn nhá, chúng ta chuyển xuống dưới nhớ Enter thì đây nhìn có thể tính nhỉ. Thì toàn bộ cái hệ thống này nó sẽ dạng nó đang là chữ thường mà chúng ta muốn biến thành cho hai chữ in hoa thì chúng ta ấn vào T và chúng ta sẽ chọn một phương pháp là chọn vào cái bảng điều khiển của chữ và ấn vào biểu tượng này gọi là chữ in hoa, nhìn nhận đang từ chữ thường và ấn thành chữ in hoa này, các bạn có thể chọn này. Đó, thì sau khi mà các bạn tích vào đây một cái thì nó sẽ trở thành cái công ty của các bạn, và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl T để thu nhỏ lại. Nhìn chậm và chúng ta đặt vào biểu tượng này. Căn trốn, căn trốn H. Chúng ta sẽ đặt bằng mét của giá trị sản phẩm với cột. Nhìn chậm, căn trốn H. Có những người thì người ta có thể quét qua cái chữ SR đó mà nó làm cho nó động lên. Nhìn chậm. Và các bạn cũng phải để ý một tí là trong khi sử dụng Photoshop đây, cái phần chữ nó sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là bạn dùng với shape, phần thứ hai là bạn dùng với line.
cái lăn này nó chỉ là giá trị chữ bé mô tả cho sản phẩm thôi, còn những chữ mà tiêu đề mà đồ họa thì người ta dùng từ shape chuyển sang đây thì cái nét chữ nó mình mịn màng được. Ví dụ chúng ta sẽ thấy rằng ở đây nó sẽ là nó khá mịn màng bởi vì nó dạng chế độ smooth, chúng ta chọn là 5 thì các bạn sẽ thấy là nhìn nhé. Và đôi lúc khi mà chúng ta xuất file mà chúng ta gửi ảnh cho khách hàng ấy, đây là một chiêu thức các bạn thiết cái bên này cũng thế thôi, thì khi bạn gửi cho khách hàng bảo ôi tại sao vỡ thế mà số này, thì bọn em dùng phông bình thường mà sợi gió này thế này nhỉ. Vậy thì các bạn phải để ý cái này cho tôi cái, bởi vì cái năn nó giá trị là dùng cho chữ bé mà nó thường, còn thứ hai là nếu mà làm mềm thì người ta sử dụng này, thì chữ tiêu đề người ta dùng này nó sắc nét nó đẹp hơn, các bạn hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo quy trình khi mà chúng ta làm xong phần header thì chúng ta sẽ chuyển sang bên tay phải của chúng ta. Ở đây nó sẽ có một cái ô được gọi là ô, cũng có thể là tìm kiếm một sản phẩm, các bạn nhớ nhé, chỗ này nó sẽ là ô tìm kiếm một sản phẩm. Và để mỗi ô tìm kiếm thì thường thường chúng ta có thể vẽ một cái chiều cao có thể là thoải mái như này gì đó bằng đúng cái chữ, đặt ra một cái mới và chúng ta đổ một cái màu đó là black, chúng ta có màu trắng và Ctrl H để chúng ta bắt đầu là chúng ta dùng V chúng ta kéo từ đến đây và dùng Ctrl T để kéo từ đến đây, hoặc là chúng ta có thể đặt nó lùi nào chút xíu, nó có thể nằm từ đây và cái này nó sẽ có độ dài từ đến đây, nhìn chưa rất chuẩn nhá, Ctrl H như này chưa. Và nước ngoài sau khi mà làm xong cái ô tìm kiếm thì các bạn phải nhớ một điều rằng trong cái phần header của phần website thì cái phần tìm kiếm nó vẫn phải có một cái phần kính lúp, các bạn nhớ nhé, nó có một phần kính lúp. Mà để muốn có được cái phần kính lúp đây thì chúng ta có thể tận dụng một cái hình có sẵn, các bạn đi tận dụng hình có sẵn trong Photoshop. Tất nhiên là về nhà thì các bạn còn phải tập luyện nhiều vì cái này, bởi vì cái này nó rất là khó và làm rồi phải nhiều nữa thì nó mới nhuyễn được phần về website được, bởi vì website là một trong những hình thức mà các bạn phải đạt được trong cái giá trị học Photoshop này. Thì các bạn để ý này, ở trong phần này để muốn tìm được cái chúng ta dùng cái công cụ U, đây là công cụ một thư viện, chúng ta dùng những cái đường shape, ví dụ như là combo path, combo shape gì đó trên Inut cũng có đấy, em hiểu chưa? Thì cái này nó cũng tương tự, hai cái này giao thoa với nhau. Thì khi em chọn vào đây, ở đây nó cũng biểu tượng là thư viện hình custom shape tool. Thì khi em tích vào đây một cái thì ở đây nó sẽ có ngay lập tức là cái bảng thư viện cho em trên hình thuộc tính. Nhìn không? Và khi mà sổ xuống thì ở đây nó kéo xuống chút xíu nha, thì em sẽ tìm đến một cái nơi mà nó có một cái biểu tượng đó là hình kính nút. Cái này tìm kiếm thì phải liên quan đến kính nút, soi và tìm mà. Đó, vậy thì có nhiều người không có này thì sao? Thì các bạn phải để ý là sổ xuống và chúng ta chọn vào all. Ôm là chọn hết, nhìn nhá. Đấy, còn bình thường có thể là có một hai cái mà chúng ta bảo ôi anh Khánh có mà em không có, vậy thì em sẽ chọn vào cái biểu tượng này cho anh và chọn vào ôn thì nó sẽ có hết toàn bộ những cái thứ mà em muốn. Và sau khi chọn xong thì em sẽ chọn vào cái biểu tượng mà em vẽ ra, nhìn này, giữ shift để cho nó chuẩn chỉnh, vẽ đừng nó to quá, nó đúng bằng hình này. Sau khi làm xong thì cái đường xếp nó đã xong thì chúng ta phải biến cái đường xếp này trở thành vùng chọn bằng Ctrl Enter, biến đường xếp trở thành vùng chọn bằng Ctrl Enter. Ctrl Enter. Đúng rồi, Ctrl Enter là biến cái đường xếp để trở thành vùng chọn. Sao đi lít lại. Ctrl Enter. Sau khi Ctrl Enter thì các bạn lại phải trở lại này. Tại vì mình có vùng chọn rồi thì mình vẫn phải có một layer mới. Và có một layer mới rồi thì chúng ta phải chọn cho một cái màu. Ví dụ tôi muốn thích màu xanh cố, màu xanh gì đó thì tôi có thể chọn nữa. Nhìn đó. Ok, and spread by. Ctrl D. Thì Ctrl D chính là rất lạnh vùng chọn, thì nước ngoài tôi đã có được cái gì? Giá trị một cái kính lúp rồi đấy. Hiểu cái này chưa ạ? Đó, rất là nhỏ nhắn xinh xắn như này. Tiếp theo nữa, trên cái phần header của một cái banner website thường thường bây giờ người ta làm rất là nhiều, đó là phần mạng xã hội và phần hỗ trợ trực tuyến. Thì nó sẽ là hỗ trợ trực tuyến. Tại sao là thế? Bởi vì là các bạn có thấy rằng là khi tôi vào tôi khúc mắc cái gì, cái phần header nó phải nhìn thấy cái Facebook hoặc là cái Skype để tôi chat trực tiếp với bạn không ạ? Nó có nhanh hơn không ạ? Tất nhiên là có nhiều bạn bảo sao không dùng điện thoại. Đúng rồi, gọi điện thoại như này tốn tiền mà. Còn cái kia nó không có tiền, nó miễn phí cho các bạn. Vậy thì chọn giữa miễn phí hay là có tiền thì bạn phải suy nghĩ. Đúng không? Chỉ trường hợp chúng ta không nhìn thấy nhau thì chúng ta nói nó bị mạng chập chờn, ok, vậy bốc điện thoại gọi luôn.
đúng không? Bởi vì ở trên đấy nó sẽ có biểu tượng. Là tôi nói thật cho bạn biết là trong quy trình khi làm thì tôi đã từng làm ra một cái biểu tượng như sau, đó là tôi chọn vào URL, tôi chọn vào biểu tượng là đào tạo ra website, và tôi chọn vào thư viện tư liệu, và tôi phần hỗ trợ vậy như nhận. Và trong khi ấn vào cái phần hỗ trợ này thì nó lại quay trở lại với cái Smart Object, giống như bài hôm trước chúng ta học. Smart Object là lấy từ bên input chuyển sang. Đấy thì đây cũng chỉ là một cái cách ứng dụng thứ hai để cho bạn biết, à hóa ra nó có thể lấy được những icon ở trên mạng và kéo từ đó sang bên hồ sơ. Thì tất nhiên là các bạn có thể bảo ôi anh ấy tại sao anh vẽ là tất nhiên em vẽ được thì thôi em cứ vẽ đi, còn anh có sẵn rồi anh chỉ việc dùng thôi, đúng không? Chứ bây giờ ngồi vẽ có thấy mất công không? Vẽ mấy cái icon thì chắc còn toát mồ hôi, đúng không? Đấy thì ok, thì cách thức của anh làm là khi mà xây dựng website mà chúng ta xây dựng được rất nhiều form rồi, chúng ta vẽ được rất nhiều kiểu rồi, thì chúng ta chỉ việc là tận dụng lại thôi và biến đổi bố cục và trau chuốt hình ảnh cho nó đẹp hơn. Và nó khác nhau chỗ diện gì nhiều nhất và nó hay biến đổi chỗ nào nhiều nhất thì chúng ta cắt sâu vào đó, thì tự khắc chúng ta sẽ biết về cách thiết kế quen đó. Thì các bạn nhìn này, tôi sẽ bật cái này lên và tôi sẽ có cái giá trị như sau: Google cộng Facebook Sky và cái này. Các bạn nhìn nhé, thậm chí là còn có cả giỏ hàng, tôi sẽ có copy toàn bộ cái này. Nhìn nhé, chúng ta sẽ có copy toàn bộ này, nhìn chưa? Cầm cái này, kéo một phát này. Kéo vào sang vô số này. Và sang bên này thì chúng ta sẽ làm sao? Đặt Enter. Đó, thì sau khi Enter xong thì nó sẽ sang rồi. Thì chúng ta chỉ việc ấn vào căn chung T. Nó rất là to và đều nhau, nó xếp vào cách rất là ngắn lắm. Tôi ấn vào này. Cách này nó chỉ to hơn hoặc là bằng cái chiều cao là một tí xíu. Ok, chúng ta sẽ phóng to, chúng ta đẩy sang đây. Bạn yên tâm nó không vỡ nhà đâu, bởi vì bạn phải enter xong thì nó mới sắp hết rồi. Chưa? Enter. Có thấy cái này không? Để chúng ta sẽ đẩy ra góc này, chúng ta thoáng là Ctrl H. Các sẽ đẩy bằng cái này. Ctrl H. Nhìn chưa? Và chỗ này chúng ta thật là 0903232722 tuyển, rất là đơn giản. Thì nó rất là đơn giản đúng không? Nhưng cái màu này nó không hợp với cái giá trị của chúng ta mảng, nên chúng ta được quyền sao? Thay đổi. Mà thay đổi thì bằng nào? Chính là chúng ta tích đúc vào cái công cụ Smart Object này để quay chuyển sang một cái giá trị mới. Nó tự nhảy ra một cái mới. Thì cái hình này tôi sẽ quét qua toàn bộ ba cái này. Tôi chọn một cái màu đó là màu xanh cốm. À, nó đang là dạng Simmer Grayscale. Chúng ta chọn vào RGB. Nhìn đó. Và đúng rồi, sau khi làm xong nhảy chúng ta ấn vào Ctrl S thôi. Thì Ctrl S xong thì cái Photoshop của bạn nó cũng nhận theo. Nhìn nha, rất chuẩn luôn. Sau khi làm xong phóng to. Và chúng ta đặt một cái T tiếp vào đây, 09 0 3 2 7 2 7. Và sau khi làm xong thì chúng ta ấn vào Ctrl T để thu nhỏ lại cái hình này một tí. Chúng ta sẽ đặt vào đây. Ctrl H. Ok, chúng ta có thể đặt xong. Ctrl H này. Nhìn chưa? Thế là chúng ta đã có phần header, một cái website khá là đơn giản. Bởi vì cái này chúng ta cũng đừng thiết kế nó quá là cầu kỳ. Trừ trường hợp em làm cho hãng đồng hồ muốn thêm được class cổ điển hay gì đó thì em sẽ uốn néo góc nó cho nó tốt hơn đó. Còn bình thường em để như này đẹp lắm rồi. Yeah. Tiếp theo chúng ta sẽ đến thiết kế về cái menu. Các bạn ghi đi menu. Thường thường một cái website thì thường thường nó sẽ có một cái menu ngang, và đấy gọi là menu chính của website. Và menu chính của website nó sẽ thường thường có những cái biểu tượng như sau. Nó có chiều cao, và chiều cao của nó rơi tầm khoảng 27 pixel, 27, 25 đến 27 thì tôi sẽ cho 27. Tất nhiên có những người bảo 30 được không? Ok, 30 vẫn được, không sao cả. Nhưng đây là theo quan điểm cá nhân của tôi, thì tôi cũng thường thường thiết kế nó rất là nhỏ bé để khi mà tôi đặt những cái giá trị khác và tách chữ thì nó sẽ ổn hơn. Tôi sẽ tách vào này, nhìn không? Và tôi sẽ đặt đúng vào mép của cái này. Các bạn nhìn nhận. Đó, nhìn nhé, 1200 đúng không? Sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ hoặc là một cái màu sắc. Ví dụ có những người thì chọn sinh nơ nhỉ. Chúng ta sẽ F7 và chúng ta lập ra một đây mới đó, Unpack. Thì các bạn có thấy là ở đây nó có một cái màu, và lúc này chúng ta sẽ Ctrl T và chúng ta có thể thu nhỏ cái này nào để ok, chúng ta sẽ được, thế là được cái này rồi đấy.
nhìn chưa? Và đây là một cái tông màu chung của một cái giá trị menu của chúng ta. Thì các bạn thường thường là để muốn tạo ra một cái tông màu chung đấy thì người ta có thể dùng một cái chiêu thức để nó chuyên nghiệp hơn. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn đó là cái vùng chọn một pixel tại trường nha. Các bạn nghĩ đi, một pixel tại trường nha. Cái một pixel tại trường ngang này nó có tính năng là tạo ra những cái nét bằng một pixel thôi, nó là ngăn cách giữa các khu vực thiết kế của các bạn. Nào các bạn nhìn vào đây, sau khi mà chúng ta chọn vào đây thì các bạn sẽ thích vào đây một cái. Các bạn nhìn thích nha, thì nó có một pixel tại trường nha. Và khi có một pixel tại trường ngang thì thông lệ bình thường thì các bạn cũng phải đập ra một layer mới và bạn đổ cho tôi một cái màu, đó là màu trắng. Thì khi mà đổ màu trắng thì các bạn sẽ nhìn thấy phóng to này, cho nên chỉnh tất cả nhé, phóng to nữa. Hình như chúng ta đổ màu sai, đúng rồi, Alt Z này, nhìn này chưa, chúng ta đập ra một layer mới nhé. Sau đó thì anh sẽ đổ là Ctrl Back vậy, Ctrl D, các bạn có nhìn thấy cái nét trắng của tôi không? Rồi, sau khi đã có nét trắng xong thì các bạn nhìn đây, nó sẽ trải dài từ đầu đến cuối. Nhưng mà để muốn chọn chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ dùng công cụ M này, chúng ta quét vào giữa, chúng ta sẽ dùng chế độ thường, chúng ta quét vào từ đây đến đây và chia đôi hai giá trị này này. Chúng ta sẽ chơm trò đó là làm mềm vùng chọn bằng Shift F6, biết Shift F6 chưa? Select chọn Modify và chọn vào Shift F6 để làm mềm vùng chọn. Tôi sẽ đặt là 100. Và trong đi trình 100 thì có phải là các bạn đang chọn vùng chọn bên trong không? À vậy thì chúng ta muốn chọn vùng chọn bên ngoài. Chọn vùng chọn bên ngoài, có thể tác động vùng chọn bên ngoài thì chúng ta dùng Ctrl Shift Y ngắn. Ctrl Shift Y ngắn là đảo ngược cái vùng chọn. Bài này nó cũng chưa có gì, nó chỉ là cái cách thức mà bạn học thêm một cái số lượng kinh nghiệm là tại sao dùng vùng chọn cái này, vùng chọn cái kia, đặt logo thôi. Bởi vì là tôi đã có xử lý cho các bạn cái logo kia rồi đúng không ạ? Mà có khi nó còn đẹp hơn logo này. Đúng không? Ctrl Shift F6 đúng không? Shift F6 chứ. Shift F6 là làm mềm vùng chọn, còn Ctrl Shift Y ngắn thì nó đảo ngược. Từ về nét cam ấy. Đó. Từ về nét nét. Vậy thì sau khi mà các bạn đảo ngược vùng chọn bên ngoài thì bạn ấn nút đen lên đen cho tôi nhìn nhá. Nhìn các bạn để ý này, hai đầu này, ấn nút đen lên đen. Thì các bạn có thấy là tôi chưa đảo ngược thì nó xóa bên trong không? Ok. Nhưng nếu mà chúng ta ấn vào Ctrl Shift Y ngắn thì nó chọn ra bên ngoài thì bạn xóa như này, cái nét của chúng ta sẽ rất chuyên nghiệp. Nhìn chưa? Ctrl D. Ctrl D là rất mạnh chọn, thì các bạn có thấy là chỗ này mất và chỗ này dần dần nó sáng dần, nó giống như là nó có khối chỗ này không? Nhìn chưa? Và nếu mà người nào mà muốn chính xác thêm một độ nữa thì các bạn hãy làm cho tôi một giá trị là nó ở cái màu phía dưới này, thì chúng ta sổ xuống chọn là overlay. Overlay là làm tươi màu. Nhìn chưa? Nó chỉ sáng cái màu xanh với một chút xíu thôi. Được chưa? Sau khi làm xong thì các bạn có đồng ý tôi đây là cái nét chữ nó là màu trắng đó. Màu trắng bởi vì ta đang dùng overlay nó màu xanh, tôi sẽ ấn màu trắng cho bạn. Bạn biết là cái Ctrl Shift Y ngắn là đảo ngược vùng chọn, thì cái Ctrl Y ngắn thì lại đảo ngược màu. Có nghĩa là từ đen thành trắng, trắng thành đen đúng không ạ? Ctrl Y ngắn. Nhìn này, chúng ta ấn vào Ctrl Y ngắn thì các bạn có thấy nó là hình đen không? Và sau khi trở thành đen thì các bạn chỉ cần đẩy xuống dưới đây này, nhưng không được đặt ở dưới đây. Nhìn chưa? Đặt nhà này là mất đi. Chúng ta đặt nhà này xuống dưới mặt đất này, thì lúc này chúng ta ấn vào số 5 hoặc 30% thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này của chúng ta có một cái menu. Nhìn chưa? Trông nó rất là chuyên nghiệp. Đó. Một cái menu mà người ta phải làm rất là kỳ công và chi tiết như vậy thì các bạn biết là sau này chúng ta có tận dụng lại không thì đấy là vấn đề của chúng ta. Đó, thì sau khi mà các bạn làm xong thì các bạn sẽ phóng to cái này lên và bắt đầu chúng ta sẽ copy cái chữ này xuống một chút xíu và chúng ta đặt vào đây. Chúng ta cho lên trên T, chúng ta sẽ chọn một cái màu đó là màu trắng. Nhìn chưa? Thì cái phông chữ lúc này thì các bạn phải nên lưu ý là tôi sẽ đặt bằng mép của logo và T. Lúc này tôi sẽ đang là giá trị là bằng ngoài kích thước 8 đúng không? Và như thế chỗ này 8 nhỉ. Ok, vậy thì tôi sẽ chọn xuống số 6. Ok, lúc này chúng ta sẽ gõ trang chủ. Nhìn nhận, cách một cái nguyên tắc bao giờ phải quản lý trên một layer. Giới thiệu.
sản phẩm và sau khi mà làm xong thì các bạn sẽ thấy là ok, tôi sẽ cách vào đây một chút xíu và t tôi gõ này 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 chúng ta gõ đều này, giữ phím control tơ để rất lạnh cái tách, chúng ta gõ vào đây là các bạn nhìn chưa, nó sẽ ra giống như hình thức của một cái website đây, hiểu không? Rất là đơn giản như vậy. Tiếp theo có những người thì người ta có thể có nhiều người để cờ ở đây, hoặc có nhiều người có nuôi cái cụ tìm kiếm xuống dưới đây cũng được, đấy là tùy các bạn nhé. Còn bây giờ thì tôi sẽ thấy rằng là lúc này tôi sẽ đặt vào giữa chẳng hạn thì sao, đúng không ạ? Và các bạn ấn vào Ctrl H để chúng ta sẽ căn vị trí sang trái, và chúng ta sẽ căn sang vị trí bên ngoài và nhấn căn đúng giữa, đúng không ạ? Được chưa? Căn cho nó hát. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ phóng toàn chút xíu, thì các bạn nhìn thấy cái phân cách giữa các dòng này, thường thường người ta có thể chọn một pixel theo chiều nào dòng tích làm cả. Tất nhiên là có nhiều người bảo anh Khánh tại sao anh không dùng cái này. Ừ đúng rồi, em có thể dùng cái này vẽ là một pixel được, nhưng mà em có thấy vất vả không? Trong khi đó tôi chỉ cần chọn một pixel theo chiều dòng và tôi tích một hàng một lên này. V chuột phải chọn vào chính sản phẩm số 6 như này không? Ctrl Z thì có phải là vùng chọn của chúng ta này. Nhìn này, thực ra nó giao nhau với cái miếng màu xanh, nó chỉ có đoạn từ đấy đến đây không? Vậy nếu tôi ấn được Ctrl Z thì có phải tôi nhân bản chỉ một đoạn từ đấy đến đây không? Vậy nó chính bằng chiều cao cái này không? Nhìn này, Ctrl Z này. Thì các bạn có thấy đồng ý tôi là tôi kéo xuống nếu có một miếng này không? Okay. Hiểu cái này chưa? Thì các bạn nhớ một điều rằng sau khi mà đã có được cái miếng ở đó rồi thì các bạn nhìn tôi kéo xuống một chút xíu. Nhìn này, cho bạn xem. Tôi khóa nền lại và lúc này tôi sẽ chọn một cái màu y, tôi chỉ đúng cái màu này đúng không, tôi sẽ chỉnh cho nó một là đậm như vậy, đậm chưa, rồi ăn bạch mạch, các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ có một độ đậm, có đồng ý không ạ? Tôi copy sang sản phẩm này, tôi có hai cái miếng này, giữ phim an đúng không, giữ phim an bật đẩy này thì có phải có hai không, thì cái hai này tôi sẽ làm gì, tôi lại khóa cái nền lại rồi thì tôi sẽ làm sao y ngắn lại chỉ với tôi đổ một cái màu nó sáng hơn, sáng hơn chưa? Ăn bạch như này. Ăn ship. Nhìn không? Và sau khi mà đã có hai cái lớp này thì tôi sẽ gộp nó lại, tôi sẽ dịch chuyển nó một chút xíu. Thì các bạn khi dịch chuyển lại thì các bạn có cảm giác nó bị giống như in hẳn vào trong không? Nhìn chưa? Nhìn thấy in hẳn chưa? Bởi vì ánh sáng chiếu từ đây vào thì chỗ này sáng và chỗ này đậm này. Chúng ta sẽ chọn cả hai cái đó và ép nó thành một bằng công cụ là Ctrl E. Thì sau khi Ctrl E xong thì các bạn có thấy là ở chỗ này nó sẽ có một cái vạch ở giữa nhà không? Rất là mờ nhạt nhưng mà lại tạo ra dòng phân cách. Giữ phím An để xem này. Đây là dạng thông thường nhé. Shift là thằng này. An Shift là thằng này. An Shift là thằng này. Và An Shift là thằng này. Ok. Thì đúng rồi, các bạn đã thấy là tôi đã làm xong phần menu cho một cái website. Các bạn có thấy đấy, nhìn chưa? Không chưa? Giờ tiếp, bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn đến phần ảnh sự kiện. Các bạn ghi đi ảnh sự kiện với xử lý khung hình của ảnh sự kiện đó. Cái ảnh này được gọi là ảnh khu vực quan trọng. Ảnh sự kiện. Theo thông lệ bình thường, các bạn sẽ làm cho tôi một cái màu, một cái miếng và chúng ta vẽ rất thoải mái. Các bạn có thể vẽ cách hoặc vẽ giáp vào nó cũng được. Còn tôi thì tôi có thể chọn nó hơi xa một tí xíu này. Có nhiều người bạn là thế cái chiếc chiều này không nhỉ, tôi chả quan trọng, thì chỉ quan trọng chiều ngang của web này, còn nhiều thì về Việt Nam mình cũng có thể là bên đấy nó cao như này, có thấp như này, nhưng tôi sẽ chọn một cái khung hình này, tôi dùng A, tôi lập thumbnail mới, quên mất phải lập thumbnail mới và đổ màu, đúng không, đổ màu cho An backbase Ctrl D, thì các bạn có nhìn thấy một cái hình này chưa? Sau khi đã có hình này xong thì các bạn sẽ cho sản phẩm cho vào, cho sản phẩm cho vào thì bằng cách nào, chúng ta ấn vào Ctrl nào, chúng ta lại quay trở về với bài toán đó là gì, computer, chúng ta chọn URL và chúng ta chọn vào thư viện này. Trong phần thư viện này thì các bạn nhớ một điều rằng những cái banner của bạn ấy, nó sẽ giúp ích cho bạn là chính là đây là banner của website, thì các bạn có sẵn rồi bạn ốp vào, còn không bạn có sẵn thì bạn phải tự làm,
đúng không, chả có anh cho bạn cái nhiều ấy cả, đúng không? Mà tôi khuyên các bạn là thật sự là đúng nghĩa của nó rồi. Và lúc này chúng ta sẽ chọn ra D, tôi sẽ chọn cho bạn một cái giải pháp. Ok, thử cái này, chúng ta chọn vào D. Thì trong phần này thì tôi đã có những cái sẵn là cái banner rồi, các bạn nhìn này, có những cái banner có sẵn, các bạn có thấy không? Đấy, ok, rất là nhiều những banner. Tôi sẽ đi lượt qua một vòng, xong rồi tôi thấy cái nào đẹp thì tôi sẽ dùng nó, còn không đẹp thì tôi bỏ qua. Các bạn đồng ý không? Ok, tôi sẽ chọn cái này cho bạn. Trước tiên chọn cái này, tôi chọn cái này. Đấy chắc. Ok. Đấy, rất là đẹp, đúng không? Ấn open thôi. Các bạn có nhìn này chưa? Tuấn và Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy. Sau đó thì sang với website thì tôi chỉ cần ấn Ctrl V thôi. Các bạn nhìn đây nhé. Thậm chí có nhiều website người ta đặt thẳng trực tiếp trên này, chúng rất là tây, đúng không? Nhưng các bạn phải nhớ một điều rằng cái ảnh này đang trên cái lớp ảnh này. Tôi sẽ cho cái ảnh này xung vào bằng cách Ctrl G. Các bạn nhìn nhé, tôi để cái này lên. Ảnh to quá, tôi ấn Ctrl T và tôi thu nhỏ lại. Ok, tôi thu nhỏ lại một chút xíu. Rồi đẩy lên trên chút xíu. Được không? Thì các bạn sẽ thấy là bắt đầu tôi sẽ làm với một cái website về một cái gì ạ, đồng hồ. Nhưng có nhiều người bảo ấy, Khánh ơi, thực sự em không thích có chữ đâu, bởi vì em muốn dập chữ thì để em đọc cho chữ của em được giảm ra 20%, 50%, đúng không ạ? Thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cách nữa, đó là về cách công cụ vùng trận chúng ta có tính năng là dập cái watermark hay là dập những cái giá trị chữ của một cái banner khác. Các bạn đi, đó là cách làm mất chữ. Nhưng cái này nó chỉ nằm trên một cái nền ảo diệu thôi. Nền ảo diệu là gì? Có nghĩa là cái nền đằng sau bạn không xác định là nó thật hay ảo, và nó không biết là cái đấy là cái gì. Các bạn nhìn ra đằng sau có là cái gì không? Không. Đặc biệt, đúng không? Đó. Thì lúc này rất là đơn giản là các bạn sẽ dùng công cụ M và quét qua chính cái vùng đó. Nhìn quét qua dùng vùng đó chứ. Chọn này xóa rất hay. Và chúng ta sẽ sử một chiêu rất là hay, đó là chọn vào Image. Chúng ta chọn vào Edit, chúng ta chọn vào Fill, Sheet of 5. Edit, chúng ta chọn là Sheet of 5. Cái này khi mà các bạn hiểu rồi, các bạn phải nhớ một cái vùng chọn chúng ta phải nắm chắc là cái gì. Ví dụ vẽ kích thước của nó là sao, tận dụng vùng chọn để làm mà bố cục và cách tính năng của nó là như là mình tận dụng được một phần thôi, chứ không phải nhất thiết là chúng ta phải nó phải làm cái gì đó. Thì cái đấy nó rất là khó. Bạn học như thế này, bạn đi theo một cái lộ trình của tôi thì bạn sẽ rất là mệt khi mà trong khi đó bạn chưa ngấm được. Đây tôi đã nói cho bạn biết là hôm trước, hồi xưa tôi dạy bạn inbox bố cục rồi, thì đến sau này tôi nhẹ thì rất là hoàn hảo. Còn những người bạn nào mà chưa học inbox của tôi, chưa học bố cục thì các bạn cũng có thấy là sang bên này thì các bạn sẽ rất là vất vả trong chuyện tạo bố cục ạ. Đó, ok, vậy là muốn nhàn hay không là do mình hết rồi. Và sau khi tôi chọn là phim, và sau khi chọn là phim xong thì ở đây nó sẽ có một biểu tượng cho các bạn, đó là các bạn sẽ chọn vào cái content away, nhìn lên chọn cái biểu tượng này. Sau khi tôi dạy xong cái này, tôi sẽ cho bạn về cách xử lý của cái bóng đổ của nó một chút xíu, là chúng ta sẽ dứt điểm cái này thôi. Hiểu này không ạ? Nhìn này chưa? Bởi vì hôm nay chúng ta đi quá hơn 1 tiếng rồi. Nói cho mọi người biết rồi. Nhìn này. Đấy, em biết thiết kế website nó dạy từng tí một, chứ chưa nói là anh mới chỉ chia sẻ được một phần trong phần là xử lý về cái logo. Logo đấy này vẫn chưa xử lý hết được, bởi vì nó còn logo bóng đổ, logo được cựu các kiểu đó. Thì cái vấn đề là ông có đi nhìn nhiều không, ông có đi xem nhiều không. Bởi vì ông đi xem ít thì tôi nói bạn nhìn ô cái gì cũng đẹp, cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng kinh khủng. Nhưng mà vấn đề là ông làm ít, ông xem ít, ông vứt, đúng không? Ôi tại sao mà thầy Khánh lại thầy lại làm nhiều thứ thế? Bởi vì ông đi nhìn nhiều rồi, ông cũng xem nhiều, ông làm nhiều rồi, tất nhiên là ông sẽ nhuyễn ra các bạn thôi. Còn đẹp thì chưa biết. Tôi không dám nói là những cái thứ mà tôi thiết kế là đẹp, nhưng tôi thiết kế là nó có tính ổn định thôi. Tôi khuyên các bạn thật sự như vậy. Thì các bạn nhìn này, tôi chọn vào content away. Sau khi content away xong tôi ấn ok thì các bạn sẽ thấy là cái chỗ này nó sẽ làm sao. Nhìn này, 1, 2, 3. Ctrl D nó rất là. Các bạn nhìn này chưa? Biến mất được cái chữ. Và sau khi biến mất cái chữ thì chúng ta có thể được quyền đánh cái chữ chúng ta lên không ạ? Không ạ. Hiểu cái này chưa? Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thêm một chiêu thức nữa là độ làm mềm của vùng chọn. Các bạn biết còn nhớ độ làm mềm vùng chọn không? Ok, lúc này tôi sẽ vẽ hình ellipse này.
nhìn cho anh nhìn em chưa? Các bạn muốn làm mềm vòng tròn thì các bạn có công cần với tôi là các bài trước chúng ta đã dùng công cụ là shift F6 không? À, chúng ta có thể đặt là 30 enter, vậy thì có phải là độ làm mềm nó có về vòng tròn là 30 không? Và đúng vậy, chúng ta sẽ lập ra một layer mới nữa để chúng ta làm gì? Chúng ta đổ một cái màu. À, có nhiều người bảo là, anh ơi phải chọn màu đen, thì bóng là phải màu đen không? Tôi thích đổ màu xanh thì sao? Unpack đây thì các bạn có thấy là màu xanh chưa? Rồi Ctrl D là rất đậm đúng không? Thì các bạn nhớ một điều rằng tất cả những đối tượng màu nào mà bạn muốn trở về đen trắng thì bạn ấn vào Ctrl gì? Ctrl Shift U. Đúng không? Ctrl Shift U thì có phải trở lên đen trắng. Vậy thì tôi cần quá thì phải chọn màu đen. Trong khi đó tôi biết lạnh đó, tôi chỉ cần đổ màu phát Ctrl Shift U biến thôi. Chứ tôi chọn màu xong đổ màu có thế đâu á. Đâu. Và sau khi làm xong này thì các bạn để ý này. Tôi sẽ làm cho các bạn một chiêu thức là tôi dùng công cụ vùng chọn. Vừa rồi là tận dụng vùng chọn làm mềm nhá. Tôi sẽ kéo này, kéo từ trái qua phải này. Nhìn tôi kéo đây. Nếu tôi xóa thì các bạn sẽ thấy là tôi đã tạo ra cái bóng này. Nhưng cái bóng tôi đã rất hay chỗ này, bên mờ chỗ này. Cái này có thể dùng được bên nút này em vẽ cái bóng xong em cho chui mặt nè. Em lấy phần dưới thôi em đẩy những cái ảnh. Thì cái ảnh của em nó sẽ mỗi khung rất đẹp bằng cách này này, kéo này. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái bóng đổi chưa? Thì cái khung ảnh nó sẽ đẹp hơn. Nó sẽ tốt hơn ở khi này. Hiểu cách thức này chưa? Và chính là cái cách thức này chính là cái cách thức mà chúng ta làm ra những cái banner về website rồi banner cái gì đó thì người ta có một chút xíu bóng nên nó cũng đẹp hơn và nó tốt hơn cho cái phần thiết kế của bạn, chứ không phải là một mảng phẳng. Còn tất nhiên khi đọc pen này bạn có thể làm cái này cuộn theo hình dạng giấy